Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Văn Nam. Bản tin về kinh doanh, đầu tư bất động sản và phát triển con người. Hoàng, em muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản mà chưa biết làm như thế nào. À rất tuyệt vời. À, nếu như mà bạn muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản thì điều kiện đầu tiên là bạn phải có tốt nghiệp bằng trung học phổ thông trở lên. Nếu như bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, thì xin chúc mừng bạn bởi vì bạn đã có đủ cái điều kiện đầu tiên để có thể thi chứng chỉ môi giới bất động sản do sở xây dựng người ta sẽ tổ chức. Thế thì à, điều kiện thứ hai là bạn cần phải tham gia một cái lớp bồi dưỡng chính bồi dưỡng cái kiến thức về nghề môi giới. Thì cái lớp này sẽ được các cái trung tâm đào tạo người ta sẽ tổ chức và cho bạn cái giấy chứng nhận là bạn đã tham gia vào cái lớp bồi dưỡng à, do các cái trung tâm này bồi dưỡng về nghiệp vụ môi giới bất động sản, về nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ marketing, à, về luật pháp liên quan đến bất động sản, à, về luật đất đai, về luật chống rửa tiền, về luật kinh doanh và đầu tư bất động sản liên quan đến các thủ tục pháp lý để người môi giới có thể hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam như thế nào, à, các vấn đề liên quan đến chống rửa tiền, đấy, đấy là cái đấy người ta sẽ đào tạo cho bạn để bạn có được những kiến thức tổng quan kiến thức chi tiết để bạn có thể hành nghề một cách đúng đắn. Đấy. Sau đó người ta cấp cho bạn một cái giấy chứng nhận của giấy chứng nhận là đã tốt nghiệp cái cái lớp đó. Sau khi mà bạn có cái giấy chứng nhận đó rồi, thì bạn sẽ đăng ký với lại à, à, sở xây dựng ở địa phương của bạn hoặc là bất kỳ một cái sở xây dựng nào ở các cái tỉnh thành nơi mà có tổ chức cái chương trình đào tạo cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. À, cái chương trình này sẽ được tổ chức hàng tháng, mỗi một tháng thì sẽ, mỗi một một, một à, một một sở xây dựng thì người ta sẽ tổ chức cái lớp này thì cái lớp này nó sẽ được à, ôn luyện sau đó thì người ta sẽ tổ chức thi tập trung ở một cái địa điểm mà người ta sẽ thông báo cho các các bạn thì à, cái phí để mà thi cái chứng chỉ môi giới này thì mất khoảng tầm một triệu chín đến hai triệu gì đó còn cái phí mà học cái à, à, chứng chỉ môi giới và chứng chỉ à, quản lý điều hành doanh nghiệp bất động sản à, rồi chứng chỉ à, À, chứng nhận ấy, cái chứng nhận vận hành doanh nghiệp bất động sản, chứng nhận uh, thẩm định giá, rồi uh, chứng nhận môi giới là đã học cái lớp bồi dưỡng à, như vậy thì rơi loanh quanh khoảng tầm gần 2 triệu nữa, thì tổng ừ. cộng khoảng tầm 4 triệu là bạn có thể thi được hai cái, ba uh, cái chứng nhận uh, quản lý sàn, uh, thẩm định giá và môi giới bất động sản. Ngay sau đó thì bạn nộp hồ sơ để bạn thi chứng chỉ Đấy, thì tổng cộng khoảng tầm 2 triệu nữa thì loanh quanh khoảng 4 triệu bạn có thể làm được điều này. Đấy. Thế thì uh, nếu như mà bạn chưa biết thì bạn có thể liên lạc với tôi để tôi có thể chia sẻ cho bạn cái thông tin về cái chương trình học sau đó thì bạn có thể đăng ký để tôi hỗ trợ cho bạn kết nối với lại những cái trung tâm để họ giúp cho bạn có cái chứng nhận sau đó thì họ sẽ tổ chức liên lạc với các cái sở xây dựng nơi đấy người ta có tổ chức các cái chương trình thi chứng chỉ môi giới bất động sản và lúc đó bạn sẽ đi thi sau khi thi xong thì khoảng tầm là 15 ngày đến 20 ngày gì đó bạn sẽ có cái chứng chỉ môi giới bất động sản cần phải chuẩn bị là bốn cái ảnh và giấy chứng nhận tốt nghiệp cái trung học phổ thông trở lên và bằng những cái những cái bài thi và chuẩn bị thi thi xong rồi lúc đấy người ta sẽ cấp cái chứng chỉ cho bạn thời gian hạn của chứng chỉ là 5 năm đấy nếu như bạn thi xong tốt nghiệp và có được chứng chỉ môi giới bất động sản thì là sau 5 năm bạn cần phải đi để cấp à, cấp đổi à, có nghĩa là hết hạn thì người ta sẽ cấp đổi cứ 5 năm chúng ta lại cấp đổi một lần và không cần phải thi lại nữa. Đấy. Rồi, nếu như bạn tin hoàng chưa có thì hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc là để có cái giấy chứng nhận và có được cái chứng chỉ môi giới bất động sản. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản audio tiếp theo của Phạm Văn Nam vào 6 giờ sáng ngày mai.